Cô chào tất cả các em. Trong các tiết chính tả đã học, các em đã được ôn về quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. Tiết chính tả hôm nay sẽ giúp cho các em củng cố quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài qua hai bài: Ai là thủy tổ của loài người? Và bài Lịch sử ngày quốc tế lao động. Chúng ta cùng đi vào hoạt động 1. Cách viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài. Chúng ta cùng vào bài tập 2, sách giáo khoa trang 70. Tìm các tên riêng trong mẫu chuyện vui, dân chơi đồ cổ và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. Các em chú ý nghe cô đọc, đọc thầm theo và tìm xem trong mẫu chuyện vui, dân chơi đồ cổ có những tên riêng nào. Dân chơi đồ cổ. Xưa, có một anh học trò rất mê đồ cổ. Một hôm, có người đưa đến manh chiếu rách, bảo là chiếu Khổng Tử đã ngồi dạy học. Anh chàng hết sức mừng rỡ, đem hết ruộng ra đổi. Chẳng bao lâu, lại có kẻ đem một cây gậy cũ kỹ đến bảo. Đây là cây gậy cụ tổ Chu Văn Vương dùng lúc chạy loạn. Còn xưa hơn manh chiếu của Khổng Tử mấy trăm năm. Quá đỗi ngưỡng mộ, anh ta bèn bán hết đồ đạc trong nhà để mua gậy. Sau đó, lại có kẻ mang đến một chiếc bát gỗ, nói: Bát này được làm từ thời Ngũ Đế. So với nó, cái gậy đời nhà Chu ăn thua gì? Chẳng thèm suy tính, anh học trò bán cả nhà đi mua cái bát nọ. Thế là trắng tay, phải đi ăn mày. Nhưng anh ta không bao giờ xin cơm, xin gạo, mà chỉ gào lên: Ới các ông, các bà, ai có tiền cũ phủ của Khương Thái Công, cho tôi xin một đồng, theo bí quyết sống lâu. Trong nội dung bài, có từ cũ phủ. Cũ phủ là tên của một loại tiền ở Trung Quốc thời xa xưa. Các tên riêng trong bài dân chơi đồ cổ có là từ Khổng Tử, từ Chu Văn Vương, Ngũ Đế, từ Chu ở đây là Chu Văn Vương, từ Cũ Phủ, từ Khương Thái Công. Các em có nhận xét gì về cách viết hoa các tên riêng đó? Các tên: Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, Chu, Cũ Phủ, Khương Thái Công đều là tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Án Việt, nên những tên riêng đó đều được viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng. Các em có suy nghĩ gì về tính cách của anh chàng mê đồ cổ nào? Thì qua mẫu chuyện vui, dân chơi đồ cổ cho thấy anh chàng mê đồ cổ là kẻ gian dở, mù quáng. Hễ nghe ai nói một vật là đồ cổ thì anh ta hấp tấp mua liền, không cần biết đó là đồ thật hay là đồ giả. Bán hết nhà cửa vì đồ cổ, anh ta trắng tay phải đi ăn mày. Anh ta ngốc, vẫn không bao giờ xin cơm, xin gạo, mà chỉ gào xin tiền cũ phủ từ thời nhà Chu, từ thời rất xa xưa đó các em. Chúng ta tiếp tục sang bài tập 2, sách giáo khoa trang 81. Tìm các tên riêng trong mẫu truyện, tác giả bài quốc tế ca và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. Tương tự bài tập trên, các em hãy đọc thầm và dùng thước, bút chì gạch dưới các từ chỉ tên riêng có trong câu chuyện tác giả bài quốc tế ca. Tác giả bài quốc tế ca: Eugène Bouchier sinh trưởng trong một gia đình công nhân nghèo ở Paris, thủ đô nước Pháp. Thuở nhỏ, ông không có điều kiện đi học. Năm 15 tuổi, ông theo cha làm thợ đóng gói, rồi chạy việc cho một hiệu bán giày. Mãi về sau, ông mới học đọc, học viết và làm thợ in hoa trên vải.
Tháng 3 năm 1871, Bouguer tham gia công xã Paris. Công xã thất bại, ông bị truy nã gắt gao, phải trốn trong nhà một người bạn. Chính trong giờ phút khó khăn này, nhớ lại những ngày chiến đấu hào hùng, ông đã sáng tác bài thơ Quốc tế ca. Bài thơ được nhạc sĩ Pierre de Gaîté phổ nhạc năm 1888, nhanh chóng truyền đi khắp nơi và trở thành bài ca của giai cấp công nhân thế giới. Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn. Lời ca hùng tráng vang lên trong các cuộc đấu tranh sục sôi của người lao động có sức mạnh kỳ lạ, lay động hàng triệu con tim, thôi thúc những người bị áp bức, bóc lột, siết chặt hàng ngũ phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng, một thế giới công bằng. Nguyễn Hoàng. Cô khen các bạn, gạch dưới đúng các tên. Eugène Bouguer, Paris, Pháp, công xã Paris, quốc tế ca, Pierre de Gaîté. Các tên: Eugène Bouguer, Pierre de Gaîté, Paris. Đây là tên riêng, tên địa lý nước ngoài, nên viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận của tên. Giữa các tiếng trong một bộ phận của tên được ngăn cách bằng dấu gạch nối. Từ Pháp, viết hoa chữ cái đầu vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng đọc theo âm Hán Việt. Công xã Paris, tên một cuộc cách mạng, viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Quốc tế ca, tên một tác phẩm, viết hoa chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó. Qua hai bài tập các em vừa tìm hiểu, cô đã giúp cho các em củng cố lại quy tắc cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài. Các em cần ghi nhớ, khi viết tên riêng nước ngoài, cần viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận phải có dấu gạch nối. Có một số tên người, tên địa lý nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam, đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt. Ở hoạt động 2, cô hướng dẫn lưu ý cho các em viết hai bài chính tả sau. Bài thứ nhất, ai là thủy tổ của loài người? Ai là thủy tổ của loài người? Theo một truyền thuyết, Chúa Trời đã dành ra 7 ngày để sáng tạo muôn loài. Trong đó có thủy tổ loài người là ông Adam và bà Eva. Ở Trung Quốc cũng có chuyện thần nữ oa dùng đất thó nặng thành người. Còn đối với người Ấn Độ, vị thần tạo ra con người là thần Rama. Đến giữa thế kỷ 19, nhờ công trình nghiên cứu của nhà bác học thiên tài Charles Darwin, người ta mới biết rằng loài người được hình thành dần qua hàng triệu năm từ một loài vượn cổ, theo những mẫu truyện lịch sử thế giới. Đây là hình ảnh nhà bác học Charles Darwin. Ông là một nhà khoa học vĩ đại, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 ở một thị trấn nhỏ của nước Anh. Mất ngày 19 tháng 4 năm 1882, tác phẩm vĩ đại của ông là Nguồn gốc sự sống và Nguồn gốc loài người. Ông tổng hợp các thành tựu khoa học, phân tích một cách toàn diện quá trình tiến hóa của loài vượn cổ thành loài người và sáng lập lý luận lao động sáng tạo ra loài người. Nội dung bài: ai là thủy tổ của loài người? Cho các em biết điều gì? Nội dung bài: cho chúng ta biết về truyền thuyết của một số dân tộc trên thế giới về thủy tổ của loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này đó các em. Các em đọc thầm bài này nhiều lần và tìm trong bài có những từ nào các em hay viết sai cần lưu ý. Ở trong bài chính tả,
Ai là thủy tổ của loài người? Các em cần lưu ý. Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối. Ví dụ như từ Adam, Eva, Rama, Sackler, Darwin. Khi một số tên người, tên địa lý nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam, đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt như từ Trung Quốc, Nữ Oa, Ấn Độ. Từ Chúa Trời không phải tên riêng nước ngoài nên được viết như tên riêng người Việt Nam. Ngoài ra, trong bài còn có các từ khó các em hay viết sai, như từ nặng. Các em lưu ý, ở phần vần, tiếng nặng là vần anh, âm cuối là âm n. Từ nghiên cứu, các em lưu ý, phần vần ở tiếng nghiên là vần yên, và phần vần ở tiếng kiếu là vần yêu. Từ vượng cổ, các em lưu ý phần vần ở tiếng vượng là vần ươn, và tiếng cổ là thanh hỏi. Thế kỷ 19, các em viết ký hiệu theo chữ số La Mã. Tiếp theo bài chính tả thứ hai, lịch sử ngày quốc tế lao động. Các em đọc thầm bài này nhiều lần. Lưu ý các từ viết hoa và những từ khó viết có trong nội dung bài. Nội dung bài lịch sử ngày quốc tế lao động giải thích cho chúng ta biết về lịch sử ra đời của ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Các tên: Chicago, New York, Baltimore, Bissner. Đây là những tên người, tên địa lý nước ngoài, nên các em cần viết hoa, chữ cái đầu. Mỗi bộ phận của tên được ngăn cách bằng dấu gạch nối. Ngày quốc tế lao động là tên riêng chỉ một ngày lễ, không thuộc nhóm tên người, tên địa lý. Đối với loại tên riêng này, ta cũng viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Ngoài ra trong bài còn có các từ các em hay viết sai, như từ nặng nề. Các em cần lưu ý, ở phần vần tiếng nặng là vần ăn, âm cuối là âm ngờ. Từ xả súng, các em lưu ý âm đầu ở tiếng xả là âm sờ. Âm đầu ở tiếng súng là âm sờ. Yêu sách, các em lưu ý âm đầu ở tiếng sách là âm sờ. Bây giờ các em đọc lại nội dung hai bài viết và luyện viết các từ khó có trong bài. Ai là thủy tổ của loài người? Và bài lịch sử ngày quốc tế lao động. Sau đó các em hãy lấy vở ra, ghi sẵn ngày thứ và phân môn chính tả, rồi nhờ người thân đọc cho các em nghe và viết lại nội dung bài chính tả. Thời gian nghe viết mỗi bài là 15 phút. Sau khi viết xong bài thứ nhất, các em nghỉ ngơi, thư giãn trong thời gian 5 phút, rồi hãy tiếp tục viết bài thứ hai. Các em hãy viết chữ cẩn thận và ngồi đúng tư thế. Sau khi viết xong, các em dò lại bài viết của mình, xem coi có viết đúng hết không. Nếu có từ viết sai, hãy lấy thước gạch dưới từ đó và viết lại từ đúng ở phía dưới nội dung bài. Bài học đến đây kết thúc. Các em hãy luôn ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lý nước ngoài để viết chính tả cho đúng, và chuẩn bị tiếp bài cửa xong. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt và hãy luôn ghi nhớ lời khuyến cáo của Bộ Y tế các em nhé. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở,
trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc bệnh. Khi cần tiếp xúc, phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường. Luôn giữ phòng thông thoáng. Hạn chế dùng điều hòa. Đối với thang máy ở các tòa nhà, cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Nếu có sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.